Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay, clip đầu tiên của năm mới, năm 2023. Đó chính là một mẫu sản phẩm đến từ hãng Mosotoy. Đây là một mẫu sản phẩm hoàn toàn do họ tự thiết kế các bạn ha. Nó có mã hiệu là MCT-G02 và tên của mẫu sản phẩm này là Takeda Shinzen. Đây là tên của một nhân vật có thật các bạn nhé. Được sinh vào năm 1521 và mất năm 1573. Là một lãnh chúa của vùng Kai và vùng Shinano trong thời chiến quốc của Nhật Bản. Được mệnh danh là Mãnh Hổ Xứ Kai, là một trong những lãnh chúa mạnh nhất giai đoạn cuối thời chiến quốc. Và mẫu sản phẩm này nhắm đến nhóm đối tượng 14 cộng. Ở dưới đây có dòng chữ Noble Black. Tôi có thể phát âm tiếng Anh không chuẩn, các bạn thông cảm nha. Thì từ này dịch ra là tầng lớp quý tộc. Và Bandit Mod with Metal Frame. Đây là mô hình được sơn với khung xương bằng kim loại. Như vậy ta biết được rằng mẫu sản phẩm này có chi tiết kim loại các bạn ha. Và nó được niêm yết với giá 2,5 triệu đến 2,8 triệu khi về đến đây đó các bạn. Tuy nhiên đó là cái giá mà nó mới ra thôi. Còn giá hiện tại thì nó đã lên rất là nhiều rồi. Tôi mua mẫu sản phẩm này second hand đẹp là 3,5 triệu đó các bạn. Lúc đầu á, tôi thấy mẫu sản phẩm này ở trên hình thì tôi thấy là nó đẹp, nhưng mà nó không thuộc về cái xì tay chơi của tôi, cho nên tôi cũng không để ý. Cho đến một ngày tôi đi cà phê, bạn của tôi đem con này ra. Khi cầm ở trên tay rồi đó thì tôi thấy được rằng wow, cái gì mà nó đẹp, nó ngon ngoài sức tưởng tượng như vậy. Biết là nó đẹp rồi, nhưng mà khi cầm ở trên tay đó các bạn sẽ thấy được rằng nó chất lượng như thế nào. Cực kỳ đã luôn. Đai cáp nặng nề, cầm nặng trịch, rồi sơn chi tiết này nọ các kiểu. Perfect, đẹp lắm các bạn, không điểm gì để mà chê về mẫu sản phẩm này luôn. Trong cái buổi cà phê đó, tôi nghĩ trong đầu luôn, chắc qua Tết là phải me rình rình để kiếm một con nào đó có cái giá phải chăng, mua thôi vì nó quá chất lượng. Thì mới vừa tối hôm đó thôi thì sáng ngày hôm sau thấy có một người rao bán 3,5 triệu. Ở cái thời điểm hiện tại 3,5 triệu là cái giá phải chăng hợp lý cho nó đó các bạn. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về mẫu sản phẩm này. Trước tiên hết, ở trong hộp chúng ta sẽ có 3 phần đáng chú ý như thế này ha. Và đầu tiên nhất chính là Warranty Sheet, tức là giấy bảo hành đó các bạn. Tôi có thể phát âm không chuẩn, các bạn thông cảm ha. Mua mẫu sản phẩm này bị lỗi gì đó thì chúng ta sẽ được Mosotoy này nó bảo hành cho chúng ta. Và chúng ta sẽ có một cái bì thư như thế này, một cái phong bao ha, mở ra. Và bên trong nó chính là một cái cuốn hướng dẫn. Đây các bạn, gồm tất cả những chi tiết có ở mẫu sản phẩm này ha. Hướng dẫn lắp pin nè, nó có đèn nhé. Rồi hướng dẫn cách chơi này nó các kiểu, thay bàn tay, lắp 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 la. Và ở đây sẽ có một mẫu chuyện nữa các bạn, nhưng mà tiếng Trung không thôi, bó tay à. Nè, hình vẽ nè các bạn. Rồi, ok. Và tiếp đến, Mystery Box. Và các bạn biết không, đây có thể được xem là một hình thức gacha đó. Nó sẽ có tặng kèm một cái phần quà bí mật nằm ở trong cái hộp này. Nó có thể là một cái chùm tóc màu đặc biệt, hoặc là một món vũ khí với cái màu sắc khác biệt. Thì đối với mẫu sản phẩm này, tôi được tặng kèm một cái lọn tóc các bạn ạ. Chà, nó nằm hút ở trong này. Đây các bạn, cái gacha kèm theo mẫu sản phẩm của tôi là một cái chỏm tóc cho Takeda. Rồi chúng ta sẽ có một cái bao đựng những cái lá cạc đó các bạn. Và chúng ta sẽ phải bóc ra, không biết bên trong nó có cái gì. Còn đây là những cái thanh, đây là hai cái thanh phục vụ cho cái standby ha. Và đây là hai cái thanh cán cầm của vũ khí. Và các bạn nghe tiếng nó va chạm nè thì biết được rằng nó bằng kim loại. Đối với những cái món vũ khí mà nó to dài đó các bạn thì nên làm bằng kim loại như thế này để cho chúng ta yên tâm ha. Tôi sẽ khui ra để chúng ta xem bên trong là những cạc gì ha. Wow, chúng ta sẽ có một cái cạc kiểu 3D các bạn. Chúng ta sẽ lắc nó thì nó sẽ đổi hình theo cái góc nhìn của chúng ta. Đẹp quá ta. Và chúng ta sẽ có những cái lá cạc như thế này. Đây, Takeda Shinzen. Và cũng là Takeda Shinzen, nhưng mà cái kiểu hình vẽ cái ác khác nhau ha. Còn đây chắc là nhân vật Naogao Ryo. Chữ nhỏ quá tôi không thấy rõ các bạn, mắt bị khựng rồi. Honzo Akari.
Nó có số nè các bạn, 006002. Hình được in và nó có những cái lớp nhũ đổi màu rất là đẹp ha. Bên cạnh đó, tôi còn được tặng kèm thêm 4 cái lá cạc này nữa nè các bạn. Cái này là do người bán tặng kèm thêm cho tôi. Là một nhân vật, ấy nhân vật này cũng Nagao Rio quen quá ha. Còn đây là mới là nhân vật mới nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào mẫu sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên hết là ta sẽ tìm hiểu về vũ khí của nó đi ha. Chúng ta sẽ có một cặp katana như thế này, với chiều dài của nó là ngang nhau, hai cây là y chang nhau, cho nên tôi chỉ cần giới thiệu một cây thôi ha. Các bạn thấy nè, cây kiếm có 3 màu, cái phần lưỡi đó các bạn, nó sẽ có 3 màu ha. Màu đen nè, rồi xám đậm nè, xám nhạt nè, nó sẽ có những cái đường gợn sóng đó các bạn, nhìn nó rất là đẹp luôn. Và bằng nhựa hoàn toàn các bạn nhé. Bên cạnh đó ta sẽ có một thanh katana thứ ba. Với cái thanh này á, thì các bạn thấy rõ ràng rằng nó có những cái sự khác biệt về chi tiết ha, và cả khác biệt về chiều dài nữa. Lưỡi kiếm thì vẫn như thế, màu sắc y chang, nó chỉ khác về cái độ dài thôi. Rất là đẹp. Và chúng ta sẽ được tặng kèm một cái bệ để kiếm như thế này. Sẽ có thể để cây dài ở đây, để cây ngắn lên đây, như vậy. Và không thích thì chúng ta để cây dài ra ngoài và để hai cây ngắn lên như thế này. Tùy ý chúng ta thôi. Còn đây là hai cái bậc dùng để kết nối cái phần kiếm với lại thân của nó. Hai cái là y chang nhau thôi, cho nên tôi sẽ đề cập đến một cái thôi các bạn hen. Ở đây là đai cát nè, còn những chi tiết này là bằng nhựa. Cách mà chúng ta gắn vào đó các bạn cũng đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Trượt vào, cha tôi sợ nó chạy sơn quá các bạn. Đó, như vậy nè, gắn vào. Thì còn lại là gắn vào thân của Takeda mà thôi các bạn ha. Và đây nó sẽ có cái hướng dẫn giúp cho chúng ta có thể để mẫu sản phẩm đeo hai kiếm cùng một bên. Tuy nhiên á, tôi thấy cái cách đeo này á, nó khá là bị vướng víu, cho nên tôi sẽ không làm các bạn ha. Nhưng mà nó có chức năng đó. Cái này tôi chỉ nói sơ qua để cho các bạn biết thôi. Tiếp đến là ta sẽ có hai cái lưỡi rìu. Các bạn nhìn cái chi tiết trên lưỡi rìu rất là đẹp luôn. Màu xám nè, màu xám đậm nè, màu đỏ nè, vàng gold nè, phối với nhau rất là chi tiết và sơn rất là sắc bén. Và bây giờ ta chỉ việc gắn cái cán vào thôi, như tôi nói lúc nãy đó. Cái cán bằng kim loại các bạn ha, một kiểu như là bằng sắt hoặc bằng nhôm á. Nó cũng nhẹ chứ không nặng, nhưng các bạn thấy nè, cái phần lưỡi này nè, tuy là nó nhẹ nhưng mà nếu mà cái thanh này dài quá đó thì nó sẽ rất dễ bị gãy ha. Cho nên quất bằng kim loại luôn sẽ không sợ nó bị gãy nữa. Và bên cạnh đó đó, có thể tùy biến. Các bạn xem nha, tháo cái này ra nè, và tháo cái phần lưỡi này ra nè, và gắn vào đây. Như thế là nó thành cây rìu hai lưỡi rồi hen. Còn phần này ta gắn vào, nó sẽ trở thành một cái dạng vũ khí. Gọi là vũ khí, cây này gọi là cái gì ta, tôi cũng không biết tên nữa, các bạn biết thì nhắc tôi nhé. Bên cạnh đó ta có thể kết hợp hai món vũ khí này tạo thành một chủng vũ khí mới. Các bạn lưu ý nha, chúng ta chỉ có thể ứng dụng với thanh katana dài mà thôi, thanh ngắn sẽ không tháo ra được đâu. Trước tiên hết là cái này nè, thao tác là như vậy ha, nắm và đẩy nó ra. Đó các bạn, ở đây cái khớp của nó là được thiết kế theo kiểu khớp dấu trừ. Các bạn nhìn nè, nó không phải là khớp tròn. Nếu mà khớp tròn thì chúng nắm và xoay tròn nó giật ra được, nhưng mà ở đây là khớp dấu trừ như vậy ha. Chúng ta mà xoay là nó sẽ gãy luôn đó, đi luôn đó, cho nên lưu ý chỉ là trượt ra thôi. Và tương tự thanh katana dài này cũng như thế ha, trượt cái phần lưỡi kiếm ra như vậy, rồi thì kết nối lại với nhau thôi. Đây các bạn, như vậy là chúng ta đã ra thành một cái cây, cái gì ta, gọi là vũ khí gì ta, không biết tên nữa các bạn, tôi gắn chưa sát nè. Đó, đẩy vào. Và các bạn lưu ý ha, nó bằng nhựa đó, cho nên cũng rất là dễ gãy, cẩn thận nhẹ nhàng một chút ha. Và đây là một mớ bàn tay kèm theo. Chúng ta có thể thay đổi bàn tay xòe nè, đó, rất là nhiều ha. Rồi bàn tay cầm bao kiếm nè, cầm kiếm nè. Rồi bàn tay cầm
mấy cái cây rìu này nọ đó. Nói chung là rất nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Và đây là cái bay đi kèm theo ha. Nó sẽ là một miếng bằng kim loại đó các bạn. Nó có một cái hay như thế này, đó chính là những cái phần này nè các bạn. Ở bên dưới nó sẽ có nam châm và nó sẽ kết dính lại, thấy không? Lắc mà nó sẽ không bị di chuyển luôn, rất là hay ha. Rồi thì có thể kéo qua kéo lại tùy ý ở trên cái mặt của cái bay này. Và đây cũng có nam châm ha. Đấy, kích lại là nó sẽ dính cứng ngắc. Rồi thì gắn cái phần thanh bay này vào. Đó, kiểu là như vậy. Việc còn lại là gắn con Takeda lên thôi các bạn. Nhưng mà không cần gắn đâu. Chẳng hạn như nếu như chúng ta tạo những cái tư thế mà bay nhảy đó thì chúng ta dùng tới cái cục này ha. Còn không á thì cũng không cần dùng đâu. Vì ngay cả hai cái bàn chân của Takeda là nó đã có nam châm để kết nối với cái bay rồi, sẽ giúp cho nó đứng vững hơn rất là nhiều. Đây, Takeda. Đó, các bạn thấy không? Nó thích dính luôn nè các bạn. Đó, ghê chưa? Tôi nâng lên nè thì nó hít cái bay kéo lên luôn đó, cho nên nó rất là vững, không sợ luôn. Và bên cạnh đó đó, tôi sẽ thể hiện luôn cho các bạn coi cái chi tiết này nè. Đó chính là hãng cho chúng ta một cái chi tiết này. Sẽ tháo cái phần này ra. Cái phần sau lưng nè, nó sẽ có một cái nắp. Tháo ra, rồi cái lỗ xuất hiện rồi. Việc còn lại là gắn cái cục này vào. Để làm gì? Thì đây, để kẹp cây kiếm vào đó các bạn. Là như vậy ha. Như vậy là Takeda này có thể vác cả ba cây kiếm ở bên trên người luôn. Như tôi đã nói lúc đầu á, cái lọn tóc màu như thế này là phiên bản gacha ha, tức là phiên bản bốc random á, hên xui kèm theo. Và nếu như chúng ta không bốc chút cái lọn tóc đó thì chúng ta vẫn sẽ có một cái lọn tóc mặc định với cái màu trắng và cam cam như thế này. Bây giờ ta sẽ bước vào tính năng chi tiết của nó nhé. Trước tiên hết là về phần đèn LED ha. Đèn LED là nằm ở cái phần đầu của nó. Đây các bạn. Đây chính là cái phần đèn LED bản mạch và chứa hai cục pin ha. Thì cái phần đầu nó sẽ có một cái lỗ trống như thế này để cái phần đèn vào, để vào đúng vị trí. Là như vậy. Và cái phần nắp não gắn vào. Đó, đúng khớp rồi đó các bạn. Và khi đã lắp ráp xong, trên trán của nó sẽ có một cái chi tiết màu xanh lá nè. Chỉ việc nhấn vào thôi là mắt sẽ sáng lên, các bạn thấy đó. Sáng lên nhìn rất là ngầu ha. Không dùng thì tắt. Và tiếp đến là chúng ta có thể thay đổi cái phần đầu của nó. Ở đằng sau này sẽ có một cái chi tiết là miếng giáp ha. Tháo ra. Rồi thì hai cái lọn tóc này muốn sử dụng, muốn dùng tóc nào thì dùng ha. Ở đây là dùng tóc gacha đi. Chỉ việc gắn vào. Đó, là như vậy. Để tóc vào cũng rất là ngầu các bạn ha. Tuy nhiên á thì tôi không thích để tóc cho lắm, cho nên chúng ta sẽ quay về với cái kiểu mặc định của nó. Là như vậy. Và đây là lãnh chúa Takeda Shingen. Phong dáng rất là ok ha. Tôi thích cách mà họ thể hiện ở đây là những cái phần giáp của samurai nè các bạn. Nhìn nó rất là đậm chất ha. Và cái phần ngực á sẽ được kết điệu thành một cái đầu của con cọp mãnh hổ đó các bạn. Vì đây là mãnh hổ xứ Kai mà, cho nên cái thiết kế này cũng rất là ok ha. Nhìn nó hay, nguyên một cái đầu hổ luôn. Nhưng mà các bạn biết sao không? Có một điểm mà tôi hơi tiếc á, là nó chỉ có đèn ở hai con mắt thôi, chứ nó không có cái đèn ở ngay hai con mắt, ở ngay trước ngực ha, ngay cái đầu hổ á. Nếu mà nó có đèn ở đây nữa thì nó sẽ đỉnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, đó là một tiểu tiết thôi, không có quan trọng. Và các bạn nhìn nè, mặc dù bộ sản phẩm này được Musotoy hoàn toàn tự thiết kế lại, nhưng vẫn còn vương vấn đâu đó nét của Gundam. Chẳng hạn như cái phần bàn chân của nó, chúng ta nhìn là dễ liên tưởng đến Red Ajay. Và các bạn thấy cái màu sắc của nó nè, rất là đẹp ha. Nó sẽ có hai cái màu tông đỏ đó các bạn. Một là đỏ sậm nè,
dễ dàng thấy nhất là ở cái phần chân của nó ha. Một là đỏ sậm, hai là đỏ nhạt. Bên cạnh đó đó, nó sẽ có những cái điểm nhấn là màu đen chạy theo. Nó tạo nên một cái bộ giáp samurai cơ khí, phải nói là quá sức là tuyệt vời luôn. Nhìn qua hình thì thấy nó đẹp, nhưng khi mà chúng ta cầm ở trên tay rồi, chúng ta mới thấy là nó đẹp như thế nào. Và khi mà tôi đã cầm trên tay rồi đó, thì tôi thấy rằng 2,5 triệu cho một mẫu sản phẩm như thế này, cái giá mà hãng niêm yết ở lúc đầu á, trời ơi, nó rẻ quá, không hiểu tại sao nó có thể làm được như vậy luôn. Khi mà ở trên tay mẫu sản phẩm này rồi, chúng ta quay ngược lại nhìn những mẫu sản phẩm Metal Build Gundam của Bandai đó, thì chúng ta thấy rằng nó quá mắc. Ừ, thì chúng ta biết rằng Gundam nó là một thương hiệu lớn rồi, và Bandai cũng là một hãng sản xuất lớn rồi, nó sẽ có thêm tiền bản quyền rồi tiền thương hiệu này nó các kiểu nữa. Nhưng mà để tạo ra một con cao cỡ như đây mà 7-8 triệu, còn con này 2,5 triệu mà như thế này, thì đó phải là một cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ đó các bạn. Thật sự đẹp ha. Và bây giờ tôi sẽ gắn kiếm vào các bạn ha. Đây, thanh kiếm này nè, chúng ta có thể gắn vào đây. Màu sắc thì quá đẹp rồi ha. Và mẫu sản phẩm này như tôi đã nói đó, nó có đai cát kim loại cho nên cầm trên tay rất là nặng. Những cái phần khớp dây gãy nó bằng kim loại, và còn nhiều chỗ nữa nó bằng kim loại các bạn. Để mà chỉ cho hết những chỗ nào bằng kim loại thì tôi e rằng nó cũng khó lắm đó các bạn. Thôi thì các bạn biết nó có kim loại là được rồi ha. Bây giờ tôi sẽ thể hiện biên độ cử động của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Nó sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Chiếc tiếng hết là khớp cổ của nó nè, ngước lên, cúi xuống, xoay trái phải được, thoải mái như vậy ha. Tuy nhiên, cổ của nó sẽ có thể kéo dài ra được nữa, để giúp cho cái phần đầu của nó sẽ thoải mái hơn. Đây là khi chưa kéo ha. Và tôi sẽ nắm, kéo lên, đó các bạn thấy. Thì cổ của nó đã cao lên rất là nhiều rồi nè. Thì bây giờ nó sẽ cúi gập duỗi thoải mái luôn ha. Đó, thấy chưa, ghê chưa. Rồi, sau phần đầu, tiếp đến là phần tay của nó. Cái phần giáp vai nè, nó có thể mở lên được. Và cái giáp vai của nó sẽ có những cái đốt như thế này, nó có thể cuốn lại như con TT có giáp vậy đó các bạn. Giáp TT nó cũng uốn như vậy ha. Rồi thì tay của nó xoay tròn thì thoải mái rồi, đó các bạn thấy. Và đưa lên cũng rất là ok. Các bạn thấy nè, nó sẽ có rất nhiều tầng lớp khớp khác nhau ha. Tôi thể hiện lại cho các bạn xem. Trước tiên hết, một phần đó là như vậy ha, nó sẽ mở rộng chỗ này. Rồi tiếp đến một lần nữa là cái chỗ này nó sẽ nhoi ra là 2 tầng khớp luôn đó các bạn. Quá cao ha. Rồi, tiếp đến là phần cẳng tay của nó, xoay tròn như thế này. Cái phần, cái này gọi là gì ta? Giáp vai á, giáp vai rồi, giáp cò vai nè. Nó cũng thoải mái luôn. Tiếp đến là cái phần khớp khuỷu tay ha. Co được như thế này, rất là tuyệt vời. Và các bạn thấy nè, khi tôi co đó, nó sẽ có những cái cơ chế nó trượt nè các bạn. Đã quá trời luôn. Và bàn tay của nó bẻ được như vậy ha. Đây, bẻ được như vậy và xoay tròn thoải mái. Tuy nhiên bàn tay của nó là bàn tay tĩnh các bạn nhé. Muốn gì thì chúng ta phải thay bàn tay. Đó là về tay của nó. À, bây giờ là cái phần khớp kết nối tay với lại thân ha. Các bạn nhìn nè, chỉ mở ra được như đây thôi, nhưng không, nó còn nữa các bạn. Tôi thể hiện cho các bạn xem. Ở đằng sau lưng nè, chúng ta sẽ nắm cái chi tiết này mở ra, các bạn thấy. Khi mà chúng ta mở ra như vậy thì tức là cái phần cử động của khớp tay nó đã được mở ra được một chút nữa, thấy không? Còn bên đây nè, chỉ được như vậy thôi. Khác biệt ha. Và hai bên đều mở được như nhau. Tiếp đến là cái phần khớp người của nó, xoay tròn thoải mái rồi, không vấn đề gì cả. Và gập duỗi nè, rất là tốt luôn các bạn, thấy không? Gập duỗi tuyệt vời. Và khi mà nó gập duỗi đó thì cái phần cột sống của nó nè, các bạn thấy nó trượt ra rất là đã. Wow, tuyệt vời. Tôi không ngờ là một mẫu sản phẩm 2,5 triệu cho đến 2,8 triệu mà nó được như vậy đó các bạn. Tiếp đến ha, thì các bạn thấy nè, rõ ràng rằng cái phần giáp hông của nó như vậy thì nó sẽ rất là giới hạn cái việc cử động chuyển động của cái phần chân. Tuy nhiên các bạn yên tâm đi, chúng ta sẽ mở rộng cái phần giáp hông của nó ra để giúp cho nó có thể cử động được tốt hơn. Chẳng hạn như đây, vị trí đúng của nó ha. Bây giờ ta sẽ kéo nó ra. Đó, thấy chưa, nó sẽ mở lên như vậy. Còn cái phần giáp hông nè,
nó sẽ có một cái cơ chế trượt ra. Đó, thấy chưa? Mở lên. Rất là tuyệt vời ha. Và cái phần giáp hông ở đằng trước nè, nó sẽ mở lên rất là cao luôn, không có giới hạn. Các bạn thấy. Và bây giờ các bạn nhìn nè, đối với cái phần chân đó các bạn, khớp háng của nó là bằng kim loại ha. Và đây là một cái kiểu là khớp háng khi ở trạng thái bình thường. Và bây giờ tôi sẽ dùng cái phần khớp háng ở cái trạng thái mở rộng. Thì các bạn thấy cái sự chênh lệch giữa hai bên nè, bên đây là chưa mở rộng nè và bên đây là mở rộng. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem việc đá chân của nó ha. Đối với cái phần mà khớp háng chưa mở rộng á, đá lên được như vậy. Còn đối với cái phần mà đã mở rộng thì nó sẽ như thế nào? Nó bị cứng đó các bạn. Đó, các bạn thấy nè, thì cái phần chân của nó sẽ đá lên cao hơn rất là nhiều ha. Quá sức tuyệt vời luôn đó các bạn. Và bây giờ là khớp gối của nó. Trời ơi, co lên cũng rất là tốt luôn ha. Và khi co đó thì một hệ thống trượt của nó từ khớp gối cho tới cái bắp đùi của nó trượt ra. Các bạn thấy, nhìn nè. Thấy không? Bắp đùi của nó nè. Đó, bắp đùi nó trượt ra. Trời ơi, quá đã luôn các bạn. Mẫu sản phẩm này mua hoàn toàn không phí tiền. Và cẳng chân của nó xoay tròn được như thế này. Và tiếp đến là bàn chân của nó ha. Bàn chân của nó thì cái phần này nè, đáng tiếc á, cái phần khớp của nó đó, bên trong đó là nhựa. Nếu như nó bằng kim loại thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ mở lên như vậy để cái bàn chân của nó, cái phần cổ chân á, có thể cử động thoải mái, các bạn thấy. Và các bạn thấy nè, những chỗ trọng yếu của nó là bằng kim loại hết nha. Và biên độ gập duỗi của cổ chân cũng rất là to. Và xoay trái phải thoải mái như thế này. Bàn chân có thể bẻ xuống được như vậy. Và ở cái mỗi bàn chân có thêm một khớp nữa, có thể bẻ được như vậy ha. Khớp rất là nhiều và khớp cứng cáp lắm các bạn. Chỉ tiếc là ở cái phần này nè các bạn, kết nối cái giáp cổ chân với cổ chân á thì nó bằng nhựa. Nếu như bằng kim loại thì chúng ta sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Khớp rất là ok ha. Bên cạnh đó thì cái phần khớp mở rộng á, quá sức là tuyệt vời. Ở đây nó có thể mở ra được nữa nè các bạn. Và ok thôi, bây giờ tôi sẽ bôi một vài tia thể ở sân của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Bây giờ là những xe cá nhân của tôi đối với một sản phẩm này. Moso tôi đã tạo ra một dòng hoàn toàn riêng biệt. Tuy nó là một dòng riêng biệt nhưng vẫn còn những cái nét gợi nhớ liên tưởng đến Gundam, như là cặp chân của nó rõ ràng nhìn rất giống Red AJ ha. Tất nhiên là không giống 100% vì hãng đã thêm thắt này nọ rồi, nhưng mà chúng ta nhìn vào vẫn là một chút liên tưởng. Nhưng nhìn chung thì một sản phẩm này có form dáng rất là đẹp. Và tiếp đến á, là tôi thích ở mẫu sản phẩm này, đó chính là những cái phần giáp vai nè, giáp hông nè, rất là đậm nét của samurai. Chi tiết thì rất là nhiều như các bạn thấy. Có những cái chi tiết kiểu như là đề can đó các bạn. Nhưng mà ở đây là họ sơn nha, màu trắng là cái điểm nhấn nè. Rất là nhiều chải dọc trên cái phần thân của nó. Và bên cạnh đó, cái sự phối màu của mọi sản phẩm này cũng rất là tốt.
Nó na ná như là mẫu Sazabi vậy đó các bạn. Mẫu sản phẩm này có đai cách kim loại cho nên cầm trên tay rất là đã. Và cái kích thước của nó đó cũng kha khá to chứ không có nhỏ như Metal Build ha. Bên cạnh đó có tích hợp thêm đèn. Thực sự mà nói đó là 2,5 triệu như cái giá mà hãng này niêm yết á thì rất là rẻ đối với một sản phẩm này. Và thậm chí một sản phẩm này được niêm yết với giá 3,5 triệu thì tôi thấy vẫn rất là ok, vẫn rất là hài lòng khi mua được một sản phẩm này đó các bạn. Bên cạnh đó thì hãng có thêm một số trò vui, chẳng hạn như là gacha nè. Ở đây thì tôi ra được cái bộ tóc nè, còn có những bạn may mắn thì sẽ ra được những cái bộ vũ khí màu khác nhau, màu dạ quang này đó các kiểu nữa. Cũng thú vị ở cái cách chơi. Rồi còn tặng kèm cho chúng ta những cạc như thế này nữa, thú vị ha. Và vũ khí đi kèm theo cũng rất là nhiều. Chơi á, cái phần khớp thoải mái vì đa phần nó bằng kim loại. Nhưng mà có một vài chỗ á, nó vẫn là nhựa cho nên chúng ta chơi cũng phải nương tay nhé các bạn. Chứ đừng có dốc hết sức để mà bẻ vằn này nọ các kiểu thì nó sẽ rất dễ đi tong. Chẳng hạn như là cái phần giáp cổ chân nè. Ngoài ra còn gì nữa nào? Hết rồi. À, còn một phần nữa cần phải nói đó chính là cái phần khớp cử động của một sản phẩm này vốn dĩ nó đã rất ok rồi. Nhưng mà nó còn có những chỗ mở rộng giúp cho một sản phẩm này có biên độ cử động tốt hơn rất là nhiều. Thấy nó kiểu như là to gồ ghề ha, thì chúng ta nghĩ rằng cái biên độ cử động của nó sẽ bị giới hạn rất là nhiều. Nhưng mà không đâu, biên độ cử động cũng rất là ok đó. Bên cạnh đó, cái việc mà nó co khớp hiểu tay, nó co khớp gối, có những cái cơ chế trượt xung quanh á, rất là đã luôn, như tôi đã thể hiện lúc nãy đó. Thì mẫu sản phẩm này tôi tóm lại một điều, vì có nói thêm nữa tôi cũng chỉ có khen thôi. Tóm lại một điều cơ bản là 2,5 triệu cho một sản phẩm này là quá rẻ. Có lên 3,5 triệu thì cũng là rẻ. Tôi cực kỳ hài lòng với mẫu sản phẩm này luôn đó các bạn. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye!